30 cho tới 35 thì đa số tất cả các phụ nữ đều tập trung vào sự nghiệp kinh doanh của mình cũng như là phát triển bản thân. Họ đã quên mất cái giai đoạn phải chăm sóc bản thân mình tốt hơn. Rất là lo ngại bởi vì từ 30 cho tới 35 tuổi thì da của mình bắt đầu lão hóa và tiến trình lão hóa sẽ xảy ra nhanh hơn. Chúng ta muốn duy trì được vẻ đẹp thường xuyên hơn, trẻ trung hơn thì chúng ta phải chăm sóc da của mình từ tuổi 30 cho tới 35. Rất may mắn là tôi tìm được cái sản phẩm Sprimel X. Sau khi mà một tuần mà mình dùng ấy thì độ đàn hồi của da của mình cảm thấy là khác hẳn và cảm giác như là mình đang lấy lại cái tuổi xuân ngày xưa của mình. Trước đây mỗi lần chuẩn bị ra ngoài, bao giờ tôi cũng ghé qua phòng con gái và hỏi mẹ trang điểm ok chưa? Nhưng sau 3 tuần dùng thì tôi hỏi con gái mẹ có cần trang điểm nữa không? Ngày đầu tiên mà mình thoa lên ấy thì có cảm giác rất là thoải mái, rất là thoáng bởi vì nó không có tính dầu. Và khi mà mình bôi lên xong ngày hôm sau thì cái lỗ chân lông của mình là nhỏ hẳn đi. Và những cái nếp nhăn ở khóe miệng này hoặc là ở trên khóe mắt của mình ấy là mình thấy là những cái nếp nhăn nhỏ là nó mất. Sau khi dùng những bước đặc trị giống như xe khách lỗ chân lông thì tôi sẽ dùng sản phẩm này lên khắp gương mặt của mình và sau đó massage theo chiều hướng từ dưới lên trên để giúp cho những cái sợi cơ trên da mặt mau chóng phục hồi và da mặt mịn màng hơn. Và mùa xuân và mùa thu, da của chúng ta rất dễ bị nhăn. Thì tôi sử dụng cái sản phẩm Sprimel X kết hợp cùng với bộ sản phẩm Root Extend và mặt nạ dưỡng ẩm. Thì sản phẩm Sprimel X phát huy hết tác dụng của nó. Sử dụng Sprimel X, tôi vẫn làm theo các bước chăm sóc cơ bản, làm sạch mặt, dùng cân bằng và sau đó chú trọng tới chăm sóc da vùng mắt. Một lượng sản phẩm vừa phải trên ngón tay áp út và sau đó dàn đều sản phẩm quanh vùng da mắt và từ từ nhẹ nhàng massage thư giãn, cảm nhận sự tươi mới của làn da. Thực sự là rất tuyệt vời khi có sản phẩm này bên cạnh mình dành cho những người bận rộn như mình. Nếu cream LX là xóa dấu thời gian thì Sprimel LX là một cuộc cách mạng giữ cho vẻ đẹp luôn rạng ngời. Sprimel LX, bạn đồng hành của sắc đẹp. Sprimel LX, hiệu quả nhanh chóng. Sprimel LX, sản phẩm công nghệ ưu việt, đẳng cấp. Sprimel LX, vẻ đẹp mãi rạng ngời.